bạch tiểu thuần nói quá kinh người tâm thần mọi người suy nghĩ miên man bất định ai cũng cho rằng hắn nói lung tung nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói lời hợp tình hợp lý tộc trưởng bạch gia hít khí lạnh ngay cả hắn còn như thế càng đừng nghĩ những người khác thậm chí có không ít hồn tu nhìn sang lão tổ bạch gia trong lời bạch tiểu thuần chứa ẩn ý rất phù hợp với phán đoán của mọi người về lão tổ thiên nhân thủ đoạn đa mưu túc trí như thế mọi người đều cho rằng đáng ra phải như thế dù sao đây chính là trận chiến đầu danh trạng của ba đại gia tộc vào lúc tâm thần mọi người bị mê hoặc ánh mắt lão tổ bạch gia co rút trên mặt còn nở nụ cười nhưng nụ cười vừa xuất hiện bạch tiểu thần bộ dáng nhu thuận mang theo cự quỷ vương hiến cho lão tổ vào lúc khoảng cách hai bên còn cách nhau mười trượng sắc mặt lão tổ bạch gia biến hóa dù sao hắn cũng là thiên nhân bản thân thiên nhân hợp nhất cho nên thần thức nhạy cảm thậm chí hắn có cảm ứng kỳ lạ với nguy hiểm lúc này nội tâm hắn sinh ra nguy cơ không rõ sinh tử hắn theo bản năng lui ra phái sau muốn cách bạch tiểu thần hần xa một ít, sâu trong lòng sinh ra cảm giác sinh tử tới từ chính Bạch Tiểu Thuần, cho dù điều này làm hắn không tưởng tượng nổi, tâm thần lão tổ Bạch Gia sinh ra nguy cơ rất mạnh, hắn quát lớn. Dừng lại, vào lúc kinh hô hắn đã lui ra phía sau, trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn biến thành dữ tợn. Đi tìm chết, bạch tiểu thuần giống to, tay trái vỗ mạnh vào túi chữ vật, hắn lập tức cầm hồn tháp thủy tinh và dùng toàn lực ném đi, bạch tiểu thuần ném hồn tháp về phía lão tổ bạch gia, vèo, hồn tháp dùng tốc độ cực nhanh bay về phía lão tổ bạch gia, hồn tháp nhìn không có gì thu hút nhưng trong nháy mắt nó xuất hiện lại làm lão tổ bạch gia cảm thấy nguy hiểm chí mạng, còn mạnh hơn vô số lần hắn trải qua nguy hiểm sinh tử, nguy cơ bao phủ từng huyết nhục trên người hắn. Thứ này có thể uy hiếp tới tính mạng của ta không thể chống cự, phải nhanh chóng tránh đi, lão tổ bạch ra kịp phản ứng, biết rõ thời gian cấp bách cho nên lập tức lui ra sau, bởi vì tất cả quá đột ngột, từ khi bạch tiểu thuần tới gần cho tới khi ném hồn tháp, tất cả hành vi đều làm hắn không kịp trở tay, quan trọng nhất chính là khoảng cách giữa hắn và bạch tiểu thuần quá gần, khoảng cách 10 trượng là cực gần, vào lúc bạch tiểu thuần toàn lực ném hồn tháp càng gần lúc hồn tháp bay đi cũng chỉ còn cách lão tổ bạch ra vài trượng lúc thân thể lão tổ bạch ra bắt đầu mơ hồ bạch tiểu thuần hét lớn bạo 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 bạch tiểu thuần không do dự hắn dẫn động cấm chế của hồn tháp sau đó lui ra sau cực nhanh tốc độ bản thân nhanh tới cực hạn thậm chí hắn còn vận dụng bất tử cấm lúc lui ra sau còn cầm cự quỷ vương ngăn cản trước mặt bạch tiểu thuần còn cảm thấy lo lắng thừa dịp ánh mắt mọi người nhìn hồn tháp hắn âm thầm cầm quy văn oa ngăn giữa hắn và cự quỷ vương tất cả nói thì dài dòng nhưng trên thực tế đều diễn ra trong nháy mắt lúc cấm chế trong hồn tháp tan vỡ bán thần hồn tàn phá bên trong tỉnh táo trong nháy mắt thức tỉnh liền sinh ra khí tức kinh thiên động địa thiên địa biến sắc gió nổi mây phun uy áp không cách nào hình dung hàng lâm nghiền áp tất cả mọi thứ Bán thần hồn, sắc mặt lão tổ bạch ra kịch biến, hắn hoảng sợ, tâm thần nổ vang, nguy cơ tử vong chưa từng có sinh ra, hắn hét lớn sau đó thuấn di lui ra sau nhưng đã muộn, khí tức bán thần quá mức kinh người, trong nháy mắt xuất hiện giống như cuồng phong quét qua thiên địa, trong chớp mắt đã phong tỏa các nơi, mọi người kinh hô thành tiếng và biến sắc. Khí tức bán thần, đó là cái gì? trời ạ à, tiếng ồn ào không chấm dứt ngay sau đó là tiếng nổ mạnh như khai thiên tích địa vang lên tiếng nổ vang vọng thiên địa dường như muốn hủy diệt trời xanh tiếng nổ này truyền khắp thành cự quỷ vô số người nghe xong đã cảm thấy Đinh tai nhức óc thậm chí mặt đất bị vụ nổ đánh vỡ thành vô số khối nhỏ lực trùng kích giống như một cự nhân khổng lồ dáng một quyền vào thành cự quỷ cũng làm thành cự quỷ dung truyền ngay sau đó gió nổi mây phun bầu trời xuất hiện khe hở lan tràn mấy ngàn dặm một quyền dáng mạnh xuống đất sau sau khi đánh một quyền càn quét chung quanh, lão tổ bạch ra đứng mũi chịu xào, hắn gào thét thê lương thảm thiết, trong nháy mắt thân thể của hắn bị vụ nổ bao phủ, kiến trúc chung quanh và tu sĩ đứng gần đó, mỗi người đều bị ảnh hưởng, bọn họ liều mạng dùng tất cả lực lượng chống cự ngăn cản lực trùng kích, đùng đùng ầm ầm, tiếng nổ quanh quần thiên địa, dung chuyển hư vô, tu vô số thân ảnh ở chung quanh không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã hình thần câu diệt, thậm chí người bạch gia và các tộc lão cũng như thế, căn bản không thể chống cự, thân thể bọn họ bị lực trùng kích đánh thành hư vô tộc trưởng Bạch gia, bởi vì lần trước bị Bạch tiểu thần bắt, lão tổ Bạch gia vì bảo vệ hắn đã ban pháp bảo, cho dù có pháp bảo nhưng hắn vẫn có nửa người biến thành hư vô, hai tay tan vỡ, trên ngực huyết nhục mơ hồ, tóc không còn, tu vi tan vỡ, thân thể bay ra xa, mặc dù như vậy vẫn có thể bảo vệ tính mạng. Không, đây không phải sự thật bạch hạo bạch hạo tổng trưởng bạch gia thống khổ kêu to hai mắt hắn mang theo điên cuồng và tuyệt vọng hắn kêu lên thê lương thần thái sợ hãi trong thành hà xuất hiện một hố sâu trên mặt đất trong hố xuất hiện khí tức hủy diệt người đứng Sa cảm thấy tóc gáy dựng đứng, bọn họ không dám tới gần, lực trùng kích của vụ nổ hủy diệt rất nhiều thứ, cự quỷ vương kêu thảm thiết, thân thể hắn bị trùng kích lui ra phía sau, hắn không ngừng phun máu tươi, bạch tiểu thuần nấp sau quy văn oa, mượn nhờ cự quỷ vương triệt tiêu lực trùng kích cũng phải phun vài ngụm máu tươi, toàn thân hắn như sắp vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng đã lệch vị trí, cuối cùng không đáng ngại, cũng không chết, cự quỷ vương cũng kinh hãi vì việc này, hắn không nghĩ tới tình thế lại nghịch chuyển, mà người tạo ra nghịch chuyển lại là Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần nhìn hố sâu trên mặt đất, nội tâm chấn động, tim đập liên hồi, hắn nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ. Bán thần hồn tự bạo có uy lực quá lớn, nếu không cẩn thận thì ta đã góp mạng của mình vào rồi, Bạch Tiểu Thuần ổn định khí tức, hắn âm thầm may mắn mình sớm phòng bị và lại hắn khéo léo lựa chọn hướng ném hồn tháp, lại lui ra sau cực nhanh, vì vậy dù bị ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì có cự quỷ vương và Quy Văn Oa phòng ngự nên mới còn mạng đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dám tiếp cận lão tổ bạch gia lại dám cầm hồn tháp tự bạo nguyên nhân thật sự là do hắn đã tính toán thật kỹ nếu không nắm giữ thế chủ động trong tay bạch tiểu thuần rất lo lắng mình cũng bị nổ chết lão tổ bạch gia bị hồn tháp nổ gần người khi lực lượng hủy diệt biến mất hắn đã đứng giữa không trung tóc mất không ít máu tươi bao phủ toàn thân quần áo bị phá hủy hắn chật vật không chịu nổi sắc mặt hắn tái nhợt hắn phát hiện trạng thái của mình hiện tại rất không xong mình không có tu vi Đi diệt sát bạch tiểu thuần, một khi hắn cưỡng ép ra tay cũng chỉ ra tăng thương thế nặng hơn mà thôi, thân thể hắn run rẩy và phun ra vài ngụm máu tươi, ánh mắt hắn nhìn bạch tiểu thuần mang theo sợ hãi và sát cơ đậm đặc, hắn không do dự lui ra sau, hắn dùng tất cả sinh mệnh còn lại chạy về bạch ra, không chết nội tâm bạch tiểu thuần cả kinh nhìn thấy lão tổ bạch gia còn sống liền hoảng sợ lại nhìn thấy đối phương hoảng sợ rút lui bạch tiểu thuần cũng sững sờ hắn không dám đuổi theo đôi mắt xoay tròn vài cái sau đó hét lớn một tiếng bạch hạo ta là người trắng đen rõ ràng người không phạm ta ta không phạm người các ngươi nghe kỹ cho ta ta còn có thể sử dụng thần thông này cả trăm lần các ngươi ai tới chọc ta một khi ta ra tay chính ta cũng sợ ta bạch tiểu thần giống to hắn lập tức mang theo cự quỷ vương sắc mặt tái nhợt và bị thương chạy đi thật xa Bạch Hạo, tốt cho Bạch Hạo, âm hiểm ác độc, lục thân không nhận, tâm ngoan thủ lạt, vào lúc này lão tổ Bạch gia đang bay nhanh, hắn vừa bay vừa thổ huyết, nội tâm vô cùng đắng chát, trong ánh mắt mang theo không cam lòng và kinh hoàng, mặc dù hồn tháp tự bạo không thể diệt sát hắn nhưng đã làm hắn trọng thương, trước mắt thương thế quá nặng không áp chế nổi, hắn không thể không cân nhắc trạng thái của mình, đừng nói có thể diệt sát cự quỷ vương, cho dù bản thân hắn cũng lâm vào nguy cơ vô cùng, lão tổ hai nhà thái, Trần có mượn cơ hội tuyệt thế này diệt sát hắn hay không còn khó nói. Dù sao ba nhà bọn họ hợp tác nhưng cũng là đối địch, hắn không dám đánh cược, cũng đánh cược không nổi, càng không thể xuất thủ, thời gian quá cấp bách cho nên hắn dùng sức lực cuối cùng bỏ chạy thật nhanh, muốn chạy trốn về bạch gia, phải lập tức bế quan mới có thể giữ mạng mình, về phần cự quỷ vương, hắn đã không có tâm tình để ý tới, còn bạch hảo hiện tại hắn không muốn trêu chọc chuyện trọng yếu nhất hiện tại chính là quay về bạch gia chữa thương sống càng lâu thì càng sợ chết điểm này thể hiện rõ trên người lão tổ bạch gia trên người hắn còn mang theo vận mệnh cả gia tộc cho dù thế nào hắn cũng không muốn mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn lúc này bỏ chạy về thành cự quỷ hai đạo khí tức thiên nhân bộc phát một đạo bay thẳng về phía bạch tiểu thuần còn một đạo đuổi theo lão tổ bạch gia vào lúc này bạch tiểu thuần đang chạy nhanh trong thành cự quỷ hắn ẩn nấp khí tức bạch tiểu thuần cũng hãi hùng khiếp vía nhìn chung quanh song song vừa rồi xúc động Cự Quỷ Vương quá bắt mắt, Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, vẻ mặt hắn đau khổ và tâm tình rất khẩn trương, hắn kinh hồn chưa tỉnh, cự quỷ vương trong tay hắn vô cùng khẩn trương, hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức không ngừng suy yếu hơn trước, bởi vì hắn thừa nhận một kích còn mạnh hơn cả thiên nhân oanh kích kém chút thân tử đạo tiêu, cự quỷ vương có cảm giác sống sót sau tai nạn, hắn đã không quan tâm mình phun máu tươi cỡ nào, ánh mắt của hắn kinh hãi, hắn không ngừng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngươi ngươi bỏ chạy là có mục đích, sớm muộn gì cũng bị bắt lại, ngươi nghe ta, chúng ta quay về Ma Lao, Bản vương, Cự Quỷ vương vừa phun máu tươi vừa lên tiếng, hắn nhìn ra tính cách của Bạch Hạo cất giấu điên cuồng, sợ mình nói một câu trêu chọc đối phương. Hiện tại hắn đã hiểu Bạch Hạo cả gan làm loạn, dường như không có chuyện gì ngươi còn nói, cự quỷ vương vừa nói như thế, bạch tiểu thuần lập tức cúi đầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, sắc mặt hắn lãnh khốc, lúc đối phương vừa lên tiếng đã vỗ đầu cự quỷ vương, cự quỷ vương phun nhiều máu tươi hơn trước, tức giận bốc lên, sau khi nhìn thấy hai mắt bạch tiểu thuần đỏ bừng còn mang theo điên cuồng, cự quỷ vương bi ai, hắn lại ép buộc bản thân mình phải nhẫn nhịn. Đây là tên điên. Đây là một con chó dại, cự quỷ vương mắng chửi trong lòng, hắn cảm thấy mình năm đó thật sự tự tìm cái chết không nên chơi trò chơi gì đó, lại đi trêu chọc Bạch Hạo. Nếu như tất cả được làm lại, hắn thể mình nhất định không lợi dụng Bạch Hạo để bạch ra và Bạch Hạo tự giết lẫn nhau mới tốt. Chính mình nhất định núp xa xa ngươi lão gia hòa này đều là tại ngươi vừa rồi vì cứu ngươi tiểu gia ta mới rơi vào kết quả này ngươi không đội ơn thì thôi lại còn muốn hại ta bảo ta đi ma lao ta ngốc sao nếu thật đi tới đó ngươi chắc chắn sẽ giết ta bạch tiểu thuần tức giận nói ra hiện tại nội tâm của hắn vô cùng biệt khuất suy nghĩ mỗi lần tiểu ô quy đều đưa phiền toái tới cho mình nếu lần này không phải tt tê tê ô quy chính mình đã sớm trốn đi còn tiểu ô quy nữa bạch tiểu thuần cắn răng nhìn sang túi chữ vật tiểu ô quy sớm biến mất từ lâu rồi hiển nhiên cũng biết gây ra phiền toái lớn không có biện pháp thực sự không được liền giao cự quỷ vương ra trong mắt bạch tiểu thuần xuất hiện hung quang cự quỷ vương nhìn thấy liền rung động hắn biết rõ mình có sống qua một kiếp này hay không bạch tiểu thuần cực kỳ trọng yếu bạch hạo huynh đệ ngươi đừng xúc động ngươi ngươi đừng có có ý nghĩ gì cứ nói với ta, ta nhất định thỏa mãn, cự quỷ vương không dám nói ra hai chữ mục đích, sợ kích thích bạch tiểu thần, lúc này tận lực dùng ngữ khí ôn hòa nói chuyện, nội tâm nhưng cũng buồn khổ, hắn nói thầm mình nên an ổn ở trong ma lao vượt qua suy biến kỳ, khôi phục tu vi sau đó quay người hoa lệ, trò chơi này chắc chắn vô cùng vui vẻ, nhưng bây giờ ngàn sai vạn sai, sai vì lợi dụng gia hỏa điên cuồng này, hiện tại xuất hiện biến hóa dồn bản thân vào nguy hiểm, bạch tiểu thuần thở phì phò. Hắn vừa bay nhanh vừa hung ác đáp lời. "Lão tử muốn thiên nhân hồn, muốn thiên nhân hồn kim thuộc tính, ngươi có thì giao cho ta, ta thả ngươi đi." Bạch Tiểu Thuần trừng cự quỷ vương, cự quỷ vương nghe đến đó thì sững sốt, đôi mắt mở to, dường như khó hiểu và khó tưởng tượng nổi, hắn lập tức choáng váng. "Ngươi, ngươi bắt ta lại, mục đích đúng là muốn một thiên nhân hồn kim thuộc tính?" Cự quỷ vương hỏi theo bản năng, hắn cảm thấy đây là việc quá hoang đường, là trò cười cho thiên hạ thế nào không cho đúng không lão gia hỏa ngươi đừng ép ta bạch tiểu thần vội vàng thiên tân vạn khổ đi tới bước này nếu cự quỷ vương không đồng ý hắn thật muốn khóc lập tức hét lớn đe dọa cự quỷ vương ta cho ta cho nội tâm cự quỷ vương có cảm giác sụp đổ mặc dù thiên nhân hồn quý giá nhưng với hắn mà nói không tính là cái gì hắn vốn cho rằng bạch hạo có tính toán càng lớn nhưng lại không nghĩ tới chỉ cần một cái thiên nhân hồn đáng chết bạch hạo đáng chết sao không nói sớm đến mức chỉ vì một cái thiên nhân hồn vì một cái thiên nhân hồn chút chuyện như vậy liền mang ta ra khỏi ma lao nội tâm cự quỷ vương gào thét nhanh chóng mang ra đi có phải trong túi chữ vật hay không bạch tiểu thuần không kiên nhẫn nói ra sau khi nói xong liền nhìn loạn chung quanh hắn chui vào một cái hẻm bản vương trên trên người ta không có trong túi chữ vật không có bên trong đều là một chút tạp vật tu vi ta chưa khôi phục nên không thể mở bí điện bạch hạo huynh đệ ta có đề nghị ngươi suy tính một chút ngươi xem nếu ngươi bảo vệ ta ngươi bảo hộ ta một tháng một tháng sau ta khôi phục tu vi ta thể lập tức mở bí điện lấy thiên nhân hồn cho ngươi cự quỷ vương thận trọng nói ra hắn đang nói thật thật sự bởi vì hắn không bỏ ra cái gì trải qua việc lão tổ thiên nhân của bạch gia vừa rồi cự quỷ vương nhìn rõ đi theo bạch tiểu thuần chính là hy vọng sống duy nhất nếu bên cạnh không có bạch tiểu thuần bản thân sẽ nguy hiểm trọng yếu nhất hắn cảm nhận và phán đoán bạch tiểu thuần có khả năng giúp mình chạy thoát khỏi tay ba đại gia tộc cự Quỷ vương vừa nói xong, Bạch Tiểu Thuần nổi nóng, toàn thân bộc phát sát khí, hắn vươn tay vỗ đầu cự quỷ vương một cái, tức giận nói: "Lão gia hỏa, ngươi cho rằng Bạch gia ta là kẻ ngu sao? Một khi ngươi khôi phục tu vi, kẻ ngươi giết đầu tiên chính là ta." Bạch Tiểu Thuần cắn răng, cảm thấy cự quỷ vương quá xấu, dám xem hắn là đồ đần. Lúc trước lão tổ Bạch gia muốn giết ta, ngươi cũng xem như giúp ta, ta vẫn cảm tạ ngươi, còn thẩm vấn phạm nhân cho ngươi, còn giúp ngươi đoạt hồn chàng Thái gia, ngươi lại lấy oán trả ơn, tước đoạt thân phận lính canh ngục của ta, còn bắt ta làm phạm nhân, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra hào quang hung tàn, hiện tại nội tâm hắn rất khẩn trương, biết mình làm một chuyện động trời, trói cường giả bán thần trước kia hắn không bao giờ nghĩ tới việc này hiện tại không có biện pháp trong mắt hắn có quyết đoán suy nghĩ có lẽ nên dùng cự quỷ vương đi nói chuyện với ba đại gia tộc có lẽ có thể đổi lấy một cái thiên nhân hồn ánh mắt này đã chấn nhiếp cự quỷ vương trái tim cự quỷ vương đập loạn nội tâm rung động hắn nhanh chóng giải thích bạch hạo huynh đệ tuyệt đối đừng xúc động tuyệt đối không nên xúc động ngươi ngươi nghe ta nói ngươi có thể hạ cấm chế lên người ta ngươi hạ cấm chế cũng không cần lo lắng ta khôi phục tu vi sẽ hại ngươi ta tu vi gì ngươi tu vi gì ta làm sao hạ cấm chế lên ngươi lão gia hỏa ngươi khinh người quá đáng bạch tiểu thuần càng nổi giận cảm thấy cự quỷ vương đang sỉ nhục tâm trí của hắn hắn hất tay muốn quyết đoán nội tâm cự quỷ vương run rẩy hắn bi phẫn hô to ngươi tu vi không đủ không quan hệ ta dạy ngươi một cấm chế ta giúp ngươi hạ cấm chế lên người ta cự quỷ vương khóc không ra nước mắt hắn đã nói tới mức này với thân pa ẩn của hắn đã cực lâu chưa nói với ai nhiều như thế hiện tại trơ mắt nhìn bạch tiểu thuần đáy lòng biệt khuất nhưng không có cách nào ngươi giúp ta hạ cấm chế lên người của ngươi bạch tiểu thuần bị lời của cự quỷ vương làm hồ đồ cự quỷ vương sợ bạch tiểu thuần lại nổi giận làm việc điên cuồng gì đó hai tay hắn bấm niệm pháp quyết hắn há miệng phun máu tươi không tiếc tình trạng cơ thể thậm chí còn cắn răng bước một giọt tinh huyết bản mệnh dung nhập vào trong ấn ký trong chớp mắt giữa hai tay của hắn xuất hiện cấm chế năm màu bạch hạo huynh đệ ngươi ngươi chỉ cần dung nhập một giọt máu tươi vào trong đó sau đó đánh cấm chế vào trong người của ta là xong cự quỷ vương cẩn thận nói ra bạch tiểu thuần nhìn cấm chế kia trần chờ một chút nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn giao dịch với ba đại gia tộc dù sao giao dịch này có kết quả rất khó đoán trước bản thân mình cũng gặp không ít nguy hiểm nếu như có loại cấm chế phòng ngừa cự quỷ vương sau khi khôi phục tu vi sẽ trả thù như vậy mình có thể liều một lần, thất bại thì cũng thôi đi, ném cự quỷ vương liền chạy, chỉ khi nào thành công, Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền động tâm, ánh mắt của hắn mở to. "Lão gia hỏa, đến lúc này ngươi còn dám đùa nghịch tâm cơ?" Bạch Tiểu Thuần tức giận. "Ta không có, thật không có, Bạch Hạo huynh đệ ngươi phải tin tưởng ta, ta" Ta thật không có lừa ngươi, cự quỷ vương nói sự thật, đến lúc này hắn đã không tâm tư lừa gạt bạch tiểu thuần, cũng không dám lừa gạt, một khi bại lộ thì hắn phải chết. Nói bậy, khí thế bạch tiểu thuần hùng hổ, hắn hét lớn. Thật không có, ta thề, cự quỷ vương bị buộc, bắt đầu thề, bạch tiểu thuần cẩn thận nhìn cự quỷ vương, cảm thấy đối phương biểu hiện rất chân thành, hắn vẫn không cảm thấy yên lòng. Hừ lạnh một tiếng, tay phải vỗ vào túi chữ vật tiểu ô quy đi ra cho ta trong túi chữ vật không phản ứng chút nào con bà nó chứ tiểu ô quy ta cảnh cáo ngươi lần này là do ngươi gây phiền toái nếu ngươi dám không đi ra chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt lại có chuyện gì thì đừng tìm ta bạch tiểu thần tức giận lên tiếng hắn nói thế túi chữ vật nhúc nhích tiểu ô quy ló đầu ra ngoài nó có chút xấu hổ thậm chí lần đầu tiên có vẻ mặt xấu hổ thế này bạch tiểu tử đừng nóng giận ta ta cũng không nghĩ tới mà tiểu ô quy nhìn sang nhìn thấy bạch tiểu thuần vỗ tới liền không né tránh mặc cho bạch tiểu thuần nắm lấy bắt nó ra bớt nói nhảm nhìn cấm chế này có vấn đề gì hay không bạch tiểu thuần hừ một tiếng hắn bảo tiểu ô quy nhìn vào tay cự quỷ vương cự quỷ vương nhìn tiểu ô quy nội tâm cũng rất hận hắn hiểu sở dĩ bạch hạo nhìn ra thân phận của mình là vì tiểu ô quy này Tiểu Ô Quy biết chuyện này là do mình gây ra, Bạch Tiểu Thuần thật tức giận, hiện tại đang lâm vào nguy cơ sinh tử, nó không qua loa cho xong việc được, thế là giữ vững tinh thần nhìn thẳng vào cấm chế giữa hai tay Cự Quỷ Vương, nhìn một chút, đôi mắt Tiểu Ô Quy mở to, nó há to mồm. Cấm chế này thật độc, Bạch Tiểu Tử, cấm chế này có thể lạc ấn, đồ chơi này quá ác độc, đây là cấm chế sinh mệnh cùng tồn tại, ngươi chết, Cự Quỷ Vương sẽ chết, nếu hắn chết Người không có việc gì, cự quỷ vương cúi đầu, nội tâm đắng chát, thầm than vì vượt qua kiếp nạn mà không động tay động chân, cấm chế này hắn dự định dùng sau khi bình loạn, cũng chuẩn bị cho đám thủ hạ phản loạn kia dùng, lại biến thành thủ hạ của hắn. Mặc dù cấm chế này không phải không thể phá giải, sau khi mình khôi phục tu vi cũng cần mấy năm mới phá giải được. Ta cho lão gia hỏa ngươi biết, ngươi cũng nhìn ra ta có nhiều thủ đoạn, lão tổ thiên nhân cũng bị ta làm trọng thương bỏ chạy, ngươi giấu có sâu hơn nữa, tiểu ô quy này cũng nhìn ra chút gì đó, đây chỉ là chút thủ đoạn của ta mà thôi, cho dù sau này ngươi khôi phục tu vi, làm ta không sống không chết, nhưng ta cũng có biện pháp trực tiếp tắt thở, nếu ngươi hại ta, như vậy chúng ta cùng chết. Bạch tiểu thuần nghe tiểu ô quy nói thì uy hiếp cự quỷ vương. Ta không sợ ngươi, ngươi cũng đừng hại ta, ta bảo vệ ngươi một tháng, ngươi cho ta thiên nhân hồn, chuyện này bỏ qua, Cự Quỷ Vương trầm mặc không nói, sau một lúc lâu mới nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, trầm giọng mở miệng bản vương hứa hẹn chưa bao giờ đổi ý mặc kệ nguyên nhân như thế nào chỉ cần bạch hạo ngươi có thể bảo vệ ta một tháng sau khi bản vương khôi phục tu vi sẽ không dùng thủ đoạn nào với ngươi cho nên ngươi có thể yên tâm bạch tiểu thuần nhìn cự quỷ vương một chút hắn trầm ngâm sau đó cầm những đồ vật và túi chữ vật giao cho cự quỷ vương cự quỷ vương nếu hai ta đã như thế người mau xóa ấn ký trên pháp bảo và túi chữ vật đổi thành của ta như vậy khả năng chúng ta bỏ chạy càng lớn hơn một chút bạch tiểu thuần lập tức mở miệng trong túi chữ vật đều là một chút tạp vật còn có đồ vật ta ưa thích cho dù ta xóa ấn ký đi ngươi cũng không có khả năng lạc ấn lên pháp khí của ta số pháp khí này chỉ có thiên nhân mới có thể dùng cự quỷ vương do dự một chút hắn thấy bạch tiểu thuần lại bắt đầu trừng mắt hắn thầm than một tiếng hắn ngược lại không nói dối nhìn thấy bạch tiểu thuần không tin hắn không có cách nào mặc dù tu vi giảm xuống không thể điều khiển pháp bảo nhưng xóa lạc ấn vẫn làm được hắn nhanh chóng xóa ấn ký trên pháp khí bạch tiểu thuần kích động mở túi chữ vật sau khi nhìn vào trong liền kinh hãi bên trong có vô số hồn dược còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo những kỳ chân dị bảo này không phải pháp khí mà là một ít chân bảo phàm nhân ưa thích đây là tạp vật bạch tiểu thuần mím môi mặc dù kỳ quái tại sao cự quỷ vương ưa thích những đồ chơi này nhưng hắn nhanh chóng nhìn lên trường thương màu đỏ hắn cảm nhận khí tức đáng sợ trên trường thương bạch tiểu thuần muốn lạc ấn vào nhưng đúng như cự quỷ vương nói căn bản không cách nào dung nhập vào trong vật phẩm khác cũng như vậy bạch tiểu thuần lâm vào đường cùng đành thu hồi hắn đánh giá cự quỷ vương vài lần lúc này mới gật đầu đạt thành ước định với cự quỷ vương nội tâm cự quỷ vương thở ra hắn bảo bạch tiểu thuần dẫn hắn đi vào vào rùa đá, Bạch Tiểu Thuần trần chờ cảm thấy việc này không ổn, không nói ba đại gia tộc nhất định trọng điểm phong tỏa ma lao, chính mình đi cũng không thể vào được, còn một nguyên nhân khác, theo hai người ước định, bắt đầu từ bây giờ, mặc dù Bạch Tiểu Thuần nhưng trong lòng không nắm chắc, một khi để cự quỷ vương nắm quyền chủ động nhanh như thế, Bạch Tiểu Thuần không yên lòng. Ta có kinh nghiệm chạy trốn hơn ngươi nhiều, suốt mấy năm qua, chuyện khác ta không dám nói, chuyện chạy trốn ta làm rất nhiều lần, Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ lên tiếng, "Hắn dẫn cự quỷ vương rời đi." "Ngươi, cự quỷ vương không vui, đúng lúc muốn lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần không kiên nhẫn vỗ đầu cự quỷ vương, im miệng là ngươi bảo hộ ta hay là ta bảo vệ ngươi bạch tiểu thuần lườm cự quỷ vương cảm giác khi dễ bán thần vô cùng kích thích hiện tại đã làm quen rồi cự quỷ vương cắn răng nhưng không có cách nào đành biệt khuất đi theo bạch tiểu thuần không để ý tới cự quỷ vương hắn biết muốn rời khỏi thành cự quỷ độ khó quá lớn hiện tại người của ba đại gia tộc và nhiều người khác đang tìm kiếm bản thân mình không có cách chỉ có thể đi những truyền tống trận mà từ thế hữu nói tới hy vọng có thể mau chóng tìm được truyền tống trận 10 vạn dặm kia, như vậy. Chạy đi 10 vạn dặm sẽ an toàn hơn nhiều, Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, trong đầu nhớ lại phương vị trận pháp do từ Thế hữu nói tới, hắn nhanh chóng đi tới gần, không bao lâu đã mang theo cự quỷ vương biệt khuất đi tới hậu viện một lầu các sụp đổ, dưới ánh mắt hiếu kỳ của cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần dò xét chung quanh, sau khi xác định chính là nơi đây thì hắn nâng chân phải đạp mạnh xuống đất oanh, mặt đất sụp đổ để lộ vết nứt, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải ấn vào vết nứt, hắn rót tu vi vào, trong nháy mắt hào quang truyền tống xuất hiện cái này hai mắt cự quỷ vương co rút và sinh ra hào quang kỳ lạ trong nháy mắt truyền tống trận vận Truyền, Bạch Tiểu Thuần và Cự Quỷ Vương biến mất ngay lập tức, vào lúc bọn họ biến mất không lâu, lập tức liền có hơn 10 đạo hào quang bay tới, sau khi nhìn thấy truyền tống trận, sắc mặt mọi người biến hóa, mà truyền tống trận hoàn thành truyền tống liền sụp đổ, sắc mặt bọn họ càng khó coi, cùng lúc đó, trong khu vực khác tại thành Cự Quỷ, nơi này là dân trạch, hào quang nhỏ yếu sáng lên, Bạch Tiểu Thuần và Cự Quỷ Vương xuất hiện tại nơi này, Bạch Tiểu Thuần nôn nóng, tuy hắn biết rất nhiều trận pháp nhưng không biết vị trí của truyền tống trận. Mới. Người vạn dặm hắn chỉ có thể tìm từ từ hắn mặc dù như vậy cự quỷ vương lại hít sâu một hơi tâm thần rất chấn động vừa muốn hỏi thì nhìn thấy bạch tiểu thuần đấm một quyền vào mặt đất trong nháy mắt truyền tống trận tỏa sáng đảo mắt mang theo hai người biến mất vào lúc này trong toàn bộ thành cự quỷ sớm đại loạn toàn bộ thành trì bị phong tỏa thậm chí ở ngoài thành còn an bài không ít hồn tu một khi bạch tiểu thuần bay ra từ nơi nào cũng bị vây công sau khi phong tỏa bên ngoài càng nhiều nhân mã bắt đầu tìm kiếm chung quanh nhất là khu vực bạch tiểu thuần rời đi trước đó lão tổ thiên nhân của trần gia tự mình hiện thân và bắt đầu tìm kiếm nơi này có bán thần hồn nổ tung quấy nhiễu hư vô cho nên khí tức trong thành cự quỷ hỗn loạn thần thức tu vi thiên nhân không thể mở ra quá xa bằng không muốn tìm bạch tiểu thuần là chuyện dễ dàng lúc này chỉ có thể phân tán tìm kiếm trừ lão tổ trần gia gia còn có lão tổ thái gia sau khi đuổi theo lão tổ bạch gia tới thành bạch gia ánh mắt lóe sáng quay người trở về, hắn bay thẳng tới thành cự quỷ, gia nhập vào tìm kiếm, lúc này thành cự quỷ còn có hai vi cường giả thiên nhân, chính là U Minh Công cùng vô thường công, U Minh Công muốn đi tìm kiếm nhưng sau khi biết bản tôn cự quỷ vương đi với Bạch Hạo, U Minh Công quyết đoán làm việc khác, không cần hắn tiếp tục tham dự, nhiệm vụ của hắn chính là ngăn cản vô thường công tìm tới Bạch Hạo, bằng không, một khi vô thường công xuất hiện trước mặt bản tôn cự quỷ vương, mang theo cự quỷ vương bỏ chạy, những người khác muốn ngăn cản cũng Phước U Minh Công quả quyết xuất thủ chém giết với Vô Thường Công, không đấu sinh tử, chỉ là kìm chế đối phương, Vô Thường Công hiểu tâm tư của đối phương, nội tâm thầm than một tiếng, hiểu rõ mình không cơ sâu khả năng ngăn cản việc này, kể từ đó Thiên Nhân trong thành đi tìm tung tích của Bạch Tiểu Thuần, trừ hai người bọn họ, người ba đại gia tộc, sáu quân đoàn của Thiên Hầu bắt đầu dùng thần thức tìm kiếm trong thành cự quỷ, đám người tìm kiếm trong thành cự quỷ, Bạch Tiểu Thuần mang theo cự quỷ vương truyền tống khắp nơi, mỗi một lần xuất hiện đều ở trong trận pháp, tìm không thấy truyền tống trận truyền tống 10 vạn dặm kia, Bạch Tiểu Thuần đành phải thử từng cái, trong thành trì không ngừng có hào quang truyền tống sáng lên, khi thì phía tây, khi thì phương bắc, không ngừng tán loạn tại các nơi trong tòa thành, người ba đại gia tộc và sáu quân đoàn thiên hầu cũng biết chuyện Bạch Tiểu Thuần có truyền tống trận, mọi người vô cùng khiếp sợ trong thành cự quỷ có nhiều trận pháp như thế, nhưng bất đắc dĩ cắn răng đuổi theo, phàm là nơi có hào quang truyền tống sẽ có người đuổi tới không phải cũng không phải a à, nơi này là bí trận bất tử cấm hào quang truyền tống nổ vang lần lượt quanh quần bạch tiểu thuần không ngừng truyền tống cự quỷ vương nhìn mà trận mắt há hốc mồm vào lúc này bạch tiểu thuần xuyên qua một chỗ bí trận cưỡng ép truyền tống lúc xuất hiện tại đình viện phía tây thành cự quỷ trận pháp vừa sáng lên đã có thân ảnh đáp xuống chung quanh còn có tiếng gào thét tộc trưởng trần ra mang theo tộc lão và không ít tộc nhân trần ra chạy tới nơi này, trong nháy mắt hào quang truyền tống xuất hiện, bọn họ không trần chờ đuổi tới đình viện này, Bạch Tiểu Thuần và cự quỷ vương hiện thân. Là Bạch Hảo thông chi lão tổ đám người lập tức xuất thủ lúc này có rất nhiều thần thông và pháp bảo tấn công bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần biến sắc hắn không mở trận pháp kéo cự quỷ vương lui ra sau trong nháy mắt rút lui đã nghe tiếng nổ vang vọng bốn phía đình viện chỗ hắn đứng xuất hiện hố sâu kiến trúc chung quanh nổ tung vô số đá vụn văng khắp nơi bạch tiểu thuần hóa thành tàn ảnh mang theo cự quỷ vương xông ra ngoài lúc hắn xông ra ngoài trước mặt xuất hiện cây quạt như muốn quét sạch thiên địa nó mang theo huyết vụ nồng đậm ngăn cản đương đi, trong huyết vụ còn có hơn vạn hài đồng nhiễm máu tươi, mỗi hài đồng chừng 4 năm tuổi, toàn thân chúng đỏ rực giống như bị lột da, đôi mắt đầy thê lương, chúng oán độc lao về phía bạch tiểu thuần, hết lần này tới lần khác lại nghe tiếng kêu khóc. Thúc thúc, cứu lấy chúng ta. Thúc thúc, cứu mạng. Ta đau quá, thúc thúc, đau quá, những âm thanh này vô cùng quỷ dị, nhìn thấy cảnh này, chẳng những bạch tiểu thuần nơi giật mình, ngay cả cự quỷ vương cũng nhìn chằm chằm. Vạn anh huyết phiên. Trần gia dám tạo ra vật này trong thành cự quỷ, ánh mắt cự quỷ vương xuất hiện thần thái sắc bén, hắn tức giận quát lớn, vạn anh huyết phiên cần dùng 10 vạn hài đồng tế tự mới có thể luyện chế, thuộc về tà bảo, cho dù trong man hoang, bởi vì cực kỳ bi thảm làm đất trời oán giận cho nên bị cấm kỵ, một khi phát hiện sẽ trừng phạt rất nặng, tộc trưởng Trần gia lại luyện ra nó, rõ ràng vừa luyện ra không lâu nên không cách nào dùng toàn lực của nó, cho dù như vậy mùi huyết tinh cũng nồng đậm kinh người, ánh mắt bạch tiểu thuần xuất hiện chuyện sát cơ loại chuyện này mặc kệ ở nơi nào cũng làm nhân thần căm phẫn cho dù nơi này là man hoang bạch tiểu thuần tận mắt nhìn thấy cũng sinh ra sát ý cực mạnh Trần Mỗ bái kiến cự quỷ vương, chuyện huyết phiên không cần nhọc vương ra quan tâm, giọng nói âm lãnh vang lên trong huyết vụ, một thân ảnh thon dài hiện thân, người này hơn 40 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, tiên phong đạo cốt, đôi mắt âm lãnh nói rõ tính cách âm tàn độc ác, chính là tộc trưởng Trần Gia, trong lúc nói chuyện hắn liền bấm niệm pháp quyết, huyết vụ quay cuồng, tất cả huyết anh đều tấn công bạch tiểu thuần, cùng lúc đó tộc lão Trần Gia và người gia tộc khác đều xuất thủ, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, bạch tiểu thuần biến sắc, hắn bấm niệm pháp quyết cầm vĩnh dạ tán ngăn cản trong lúc ngăn cản hắn lui ra sau vận dụng hám sơn đâm thẳng vào tộc trưởng trần gia cút về tộc trưởng trần gia cười lạnh hắn hất tay áo tu vi nguyên anh bộc phát trong huyết vụ có ba huyết anh toàn thân màu tím ba huyết anh có tu vi nguyên anh tấn công bạch tiểu thần tiếng nổ lớn vang lên bạch tiểu thần quát lớn hắn vùng thân thể cự quỷ vương ngăn cản và lao lên hai bước tốc độ bộc phát hoàn cảnh chung quanh chậm chạp khi hắn một bước này rơi xuống về sau hắn trực tiếp xuất hiện cách tộc trưởng trần ra ba trượng chết đi cho ta bạch tiểu thuần hét lớn hắn nâng tay phải lên nhục thân chi lực tu vi chi lực bộc phát thậm chí hắn vận dụng tới thông thiên pháp nhãn dưới mặt nạ thiên địa chấn động sắc mặt tộc trưởng trần gia biến hóa hắn biết bạch hạo không tầm thường nhưng không ngờ tốc độ lại kinh như thế lúc đối mặt với nguy hiểm hắn liền quát lớn huyết anh bạo rầm 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 những huyết anh lao tới gần bạch tiểu thuần gào thét thảm thiết chúng nổ tung và ngưng tụ một cái miệng máu sau lưng bạch tiểu thuần dường như muốn cắn xé thân thể bạch tiểu thuần trên người Bạch Tiểu Thuần sinh ra khí thế thiết huyết, hắn hiểu nếu không tốc chiến tốc thắng, bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm, tay trái nâng Vĩnh Dạ tán lên, trên Vĩnh Dạ tán xuất hiện bốn đạo kim vân chói mắt, toàn bộ thân dù bị Bạch Tiểu Thuần bung ra hóa thành cây dù lớn, bị Bạch Tiểu Thuần ngăn cản cái miệng sau lưng, hắn lại lao thẳng về phía tộc trưởng Trần gia. Đi chết, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hắn nâng tay phải thi triển toái hầu tỏa, đột nhiên trong tay hắn sinh ra hấp lực, lúc này tộc trưởng Trần Gia biến sắc, muốn tránh né nhưng không kịp, Bạch Tiểu Thuần có nhục thân quá mạnh, tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt toái hầu tỏa của hắn đã tới cổ tộc trưởng Trần Gia, nhìn thấy sắp vẫn lạc, tộc trưởng Trần Gia sợ hãi, ánh mắt của hắn không dám tin, nhưng vào lúc này thiên địa biến hóa, Cút, thân ảnh còn ở xa, giọng nói đã xuyên thấu hư vô, trực tiếp tiến vào đầu Bạch Tiểu Thuần và nổ tung, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, hắn không tự chủ lui ra sau vài bước, tộc trưởng Trần Gia vui mừng, hắn tranh thủ thời gian né tránh công kích trong nháy mắt tộc trưởng Bạch ra sắp thoát khốn, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, tay phải không bóp được cổ tộc trưởng Trần Gia, hắn lại bắt lấy cánh tay đối phương và xé mạnh răng rắc, sau đó là tiếng kêu thảm thiết cánh tay phải tộc trưởng trần gia bị bạch tiểu thuần xé xuống phun máu tươi sắc mặt tộc trưởng trần gia trắng bệch hắn lui ra sau thật nhanh đột nhiên trong thiên địa có một bóng người dường như bước ra khỏi hư vô thân ảnh bước về phía bạch tiểu thuần đó là một cái lão giả tu vi thiên nhân chính là lão tổ trần gia bạch tiểu thuần hít thở dồn dập thân thể lui ra sau nhưng nội tâm không cam lòng tộc trưởng Trần gia luyện chế huyết anh phiên diệt tuyệt nhân tính cỡ nào bạch tiểu thuần rung động, sát ý thiêu đốt hừng hực nhưng vẫn lui lại, bỗng nhiên vỗ túi chữ vật, hắn xuất đại cung luyện linh 14 lần, hắn kéo cung nhưng sinh ra tiếng kêu ông ông, dường như chung quanh bạch tiểu thuần xuất hiện lỗ đen, khí tức bao phủ bốn phương tám hướng, thậm chí còn có một mũi tên cũng được luyện linh 14 lần cũng nằm trên dây cung, cây cung nhắm vào lão tổ Trần gia, đột nhiên buông tay, mũi tên hóa thành hắc long bắn thẳng vào tộc trưởng Trần gia, sau khi khi bắn ra một tiễn vừa rồi bạch tiểu thuần cũng không quay đầu lại hắn rời đi thật nhanh sắc mặt tộc trưởng trần gia tái nhợt mắt thấy nguy cơ đột nhiên hắn nghe được tiếng hừ lạnh người vừa tới chính là lão tổ thiên nhân của trần gia thân ảnh của hắn mơ hồ hắn nâng tay phải bóp lấy đầu mũi tên oanh mũi tên sụp đổ sắc mặt lão tổ thiên nhân của trần gia vô cùng âm trầm nếu vừa rồi hắn không cứu tộc trưởng trần gia hắn có nắm chắc khi vừa xuất hiện sẽ bắt giữ bạch tiểu thuần chỉ cần lưu lại chậm trễ chút thời gian giờ phút này nhìn thấy bạch tiểu thuần bỏ chạy trong mắt của hắn sinh ra sát cơ mãnh liệt nhưng cũng có kiêng kỵ dù sao bạch hạo không biết dùng thủ đoạn gì làm lão tổ bạch gia trọng thương sắp chết hắn không theo bước lão tổ bạch gia ánh mắt chớp động bỗng nhiên truy kích lúc hai tay bấm niệm pháp quyết đám người mặt giáp đen xuất hiện sau lưng mỗi người đều có khí tức nguyên anh đại viên mãn ba động bay thẳng về phía bạch tiểu tiểu thuần, tiếng nổ lớn vang lên, lão tổ thiên nhân trần ra và mấy quỷ hồn mặc giáp đen tu vi nguyên anh đại viên mãn đang truy kích, nếu không phải kiêng kỵ bạch tiểu thuần vẫn còn thủ đoạn uy hiếp thiên nhân, lão tổ trần ra nhất định tới gần bắt giữ bạch tiểu thuần, hắn không dám đặt cược, lão tổ bạch ra bi thảm xuất hiện trong mắt hắn, hắn rất rõ ràng, nếu lão tổ bạch ra phản ứng chậm một chút, chỉ sợ không thể về thành bạch ra, cơ hội tốt như thế, mình và lão tổ thái gia nhất định nắm chắc, cho dù không thể diệt bạch ra, cũng có thể làm lão tổ bạch ra phân đủ lợi ích mới được nghĩ tới đây hắn càng không dám đánh cược trong mắt xuất hiện hàn quang hắn bấm niệm pháp quyết mấy quỷ ảnh mặc giáp đen quanh hắn gia tăng tốc độ khoảng cách bạch tiểu thuần càng ngày càng gần bạch tiểu thuần nhìn thấy đám quỷ hồn giáp đen tới gần liền run rẩy hắn vô cùng khẩn trương ngay cả cự quỷ vương bị hắn sách trong tay cũng biến sắc bởi vì hắn phát hiện không ổn ta bảo ngươi quay về ma lao mà ngươi không nghe cự quỷ vương sốt ruột nói một câu im miệng bạch tiểu thuần không chút khách khí hét lớn một tiếng không để ý cự quỷ vương hắn tránh né mấy đạo thần thông sau lưng hắn gia tăng tốc độ bay vào một hẻm nhỏ vừa vào nơi này ánh mắt bạch tiểu thuần nhìn chung quanh hắn không do dự phá tan một vách tường xuất hiện trong một đình viện đây là một đại hộ bạch tiểu thuần vừa mới bước vào đã nghe tiếng thét vang lên rất nhiều tôi tớ hoảng sợ nhìn bạch tiểu thuần lập tức lui ra phía sau bạch tiểu thuần bước nhanh về phía trước hắn xuất hiện tại hồ nước của đình viện hắn đánh một trưởng vào mặt hồ tiếng nổ vang lên hào quang trận pháp bao phủ chung quanh cùng lúc đó mấy quỷ ảnh giáp đen mang theo sát khí và thi triển thần thông đánh xuống toàn bộ hồ nước sụp đổ trong vô số giọt nước không nhìn thấy thân ảnh bạch tiểu thuần cùng lúc đó tại phạm vi ba ngàn trượng gần hồ nước có hào quang truyền tống sinh ra bạch tiểu thuần và cự quỷ vương xuất hiện tại nơi này đáng chết tại sao không có truyền tống mười vạn dặm bạch tiểu thuần nóng này, hắn muốn tiếp tục truyền tống thì nghe tiếng quát lớn, thiên nhân của Trần Gia Na di tới nơi này, trước kia hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lợi dụng truyền tống trận bỏ chạy, tránh thoát hắn và quỷ ảnh truy sát, lão tổ Trần Gia kinh hãi nhìn những truyền tống ta ẩn này, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, vào lúc này không lo được quá nhiều, trong mắt lộ sát khí, hắn nâng tay phải vỗ vào vị trí Bạch Tiểu Thuần đang đứng, một trường ấn đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, đây là một kích của thiên nhân, uy lực to lớn có thể nghiền nát tám phương, Bạch Tiểu Thuần hét lên đánh vào mặt đất, truyền tống trận sáng lên, trường ấn đánh xuống, nơi bạch tiểu thuần vừa đứng hóa thành cho bụi, nhưng thân ảnh của hắn và cự quỷ vương đã biến mất không còn. Đây là trận pháp gì, sắc mặt lão tổ trần ra âm trầm, hắn thân là thiên nhân, một kích vừa rồi có thể phong tỏa hư vô làm truyền tống mất hiệu lực, bạch tiểu thuần có thể truyền tống không nhìn phong tỏa ngươi trốn không thoát lão tổ trần gia tức giận hắn nâng tay phải lên hư ảnh xuất hiện giữa không trung hình ảnh bao quát toàn bộ thành cự quỷ trong hình ảnh kia tại một khu vực của thành cự quỷ có hào quang truyền tống xuất hiện lão tổ trần gia hừ lạnh một tiếng lập tức cất bước đi vào trong hình ảnh cùng lúc đó điểm sáng truyền tống trong hình ảnh là con phố mua bán phồn hoa bây giờ thành cự quỷ đại loạn nơi này vắng lặng không ít khi truyền tống xuất hiện hai người bạch tiểu thuần xuất hiện trong một cửa hàng Người, người có bao nhiêu truyền tống trận, mắt thấy lại bị truyền tống, cự quỷ vương ngạc nhiên hỏi một câu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bạch tiểu thuần, trong lòng của hắn chấn kinh và mờ mịt, thực sự không nghĩ ra tại sao thành cự quỷ lại có nhiều truyền tống ta ẩn mình không biết. Truyền tống trận của ta có rất nhiều, Bạch Tiểu Thuần đáp lời, nội tâm của hắn giàu dĩ, hắn biết truyền tống trận rất nhiều, cho nên hắn không biết truyền tống trận 10 vạn dặm nằm ở đâu, chỉ có thể dựa vào vận khí nhưng chưa chạm tới, oanh, truyền tống trận mở ra, truyền tống trận bao phủ hai người và biến mất, hư vô trong cửa hàng vặn vẹo, lão tổ trần ra bước ra, hắn điểm một cái, truyền tống trận sụp đổ, sắc mặt của hắn khó coi, lửa giận trong mắt càng nhiều, hắn tiến vào hư vô lần nữa lão phu muốn xem ngươi có thể truyền tống bao nhiêu lần oanh thời gian nửa nén nhang sau đó tại nhiều nơi trong thành cự quỷ không ngừng có tiếng nổ sinh ra bạch tiểu thuần đã liều mạng mang theo cự quỷ vương hắn vận dụng không biết bao nhiêu truyền tống trận mỗi một lần mới vừa xuất hiện lão tổ trần ra hiện thân trong nháy mắt phá tan trận pháp chỉ cần bạch tiểu thuần chậm một chút sẽ bị tác động kích thích và khẩn trương làm bạch tiểu thuần nổi điên hắn không lãng phí thời gian lập tức truyền tống ngay sau đó mặc hắn truyền tống thế nào vẫn không tìm được truyền tống trận 10 vạn dặm hắn đã phát cuồng lão tổ trần gia cũng phát điên hắn cảm thấy bạch hạo người cũng như tên hắn như con chuột chạy khắp thành cự quỷ thần không biết quỷ không hay lại đào ra nhiều cái động như thế Hắn không giống đang bỏ chạy, càng giống tìm kiếm cái gì đó, chẳng lẽ trong số truyền tống trận này tồn tại một trận pháp truyền tống phạm vi lớn giúp hắn chạy xa, nội tâm lão tổ trần ra rung động, nghĩ tới đây hắn bước một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại nơi bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương xuất hệ, hắn nâng tay hủy diệt trận pháp, hắn nhìn mặt đất không có vết tích liền quát lớn, tiếng giống truyền khắp toàn thành bạch hạo tại sao ngươi chịu khổ mang theo cự quỷ vương để nguy hiểm tính mạng đây là thù hận giữa ba đại gia tộc chúng ta và cự quỷ vương ngươi không cần tham dự vào bạch hạo giao cự quỷ vương cho chúng ta ngươi yên tâm an toàn của ngươi lão phu hứa hẹn sẽ bỏ qua tất cả bạch hạo chuyện của ngươi cùng bạch gia lão phu cũng có thể hóa giải giúp ngươi thậm chí xóa bỏ cũng không phải không có khả năng ngươi chỉ cần giao cự quỷ vương ra chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi rời đi Thậm chí ngươi muốn cái gì, chúng ta trao đổi cũng có thể, lời này quanh quần khắp thành trì, thân ảnh bạch tiểu thuần soát hiện tại một trận pháp, hắn cũng nghe thấy lời lão tổ trần gia nói, tóc tai của hắn bù xù rất chật vật, lão tổ trần gia nói không khác gì lời dụ hoặc làm bạch tiểu thuần động tâm, làm nội tâm hắn suy nghĩ miên mang, cự quỷ vương cũng bị bạch tiểu thuần nắm trong tay, sau khi nghe lão tổ trần gia gọi hàng, đột nhiên đôi mắt hắn co rút, nội tâm vô cùng khẩn trương, nhất là nhìn thấy bạch tiểu thuần do dự, tâm thần hắn rung động. Không tốt, bạch hạo tâm ngoan thủ lạt, hám lợi, nếu không có nguy hiểm không nói, chỉ khi nào gặp nguy hiểm, tiểu tử này sẽ giao ta ra ngoài, vào lúc cự quỷ vương khẩn trương, hắn đang cân nhắc nên hóa giải như thế nào, bạch tiểu thần liếm môi, lão tổ trần ra đánh chú ý rất không tệ, chính mình trước đó đạt thành ước định với cự quỷ vương, nếu bây giờ đổi ý thì có chút không đúng. Lão tổ trần gia nói thế là do sốt ruột, chỉ cần ta tìm được được truyền tống 10 vạn dặm, bằng vào tốc độ của ta, kéo dài thời gian cũng có thể, nếu như kiên trì, thu hoạch sau này càng lớn, ánh mắt bạch tiểu thuần chớp động, thầm nghĩ nếu như cuối cùng thật cùng đường mạt lộ, cũng không nên trách mình, huống hồ, trọng yếu nhất, bạch tiểu thuần cảm thấy ba đại gia tộc và cự quỷ vương đều không thể tin, so sánh với nhau, cự quỷ vương vẫn yên tâm hơn một ít, nghĩ tới đây, bạch tiểu thuần kéo cự quỷ vương, hắn tiếp tục truyền tống và ngẩng đầu hô to. "Đừng nhiều lời, Bạch Hạo ta cả đời này tuân thủ hứa hẹn, càng trọng ân, cự quỷ vương có ân với ta mà ta đã đáp ứng hắn, muốn ta bảo hộ hắn, ta sẽ không nuốt lời." ta bạch hạo chỉ cần hai tay của ta còn khí lực ta tuyệt đối không giao cự quỷ vương cho các ngươi bạch tiểu thuần giữa nói xong toàn thân của hắn sinh ra hạo nhiên chính khí câu nói này âm vang hữu lực truyền khắp bốn phương toàn thân cự quỷ vương chấn động lúc ngẩng đầu nhìn bạch tiểu thuần còn cười khổ cáo già như hắn làm sao không nghe ra ẩn ý trong lời bạch tiểu thuần nói chứ nói thầm một tiếng xảo quyệt nội tâm cũng có cảm khái cho dù như thế nào thời điểm này hắn còn chưa bị bạch tiểu thuần bỏ rơi muốn chết, sắc mặt lão tổ trần ra giữ tợn, thân ảnh đã xuất hiện tại vị trí bạch tiểu thuần truyền tống, hắn vung tay làm bốn phương sụp đổ, hắn tiếp tục truy sát bạch. Tiểu thuần, chẳng những hắn đang đuổi giết, lão tổ thiên nhân của Thái Gia cũng đang tới đây, hắn phối hợp với lão tổ trần gia cho nên bạch tiểu thuần truyền tống khó khăn hơn trước, trong lúc truyền tống còn xen lẫn các bí trận, loại bí trận cần thủ đoạn đặc thù mới có thể bước vào, bạch tiểu thuần có biện pháp xâm nhập, hắn cần thi triển bất tử cấm nhưng cần thời gian, lão tổ trần gia truy sát như xét đánh, kể từ đó tình huống kéo dài, khi gặp bí trận bạch tiểu thuần vừa mới dùng bất tử cấm tiến vào truyền tống trận, không đợi hắn truyền tống thì lão tổ trần gia đã tới nơi tại thành tây vắng vẻ có không ít kiến trúc còn có một số lâu tháp những kiến trúc này tồn tại quá lâu thậm chí nghe nói có không ít xây dựng khi thành cự quỷ vừa thành lập ngày bình thường nơi này không có nhiều hồn tu nhưng rất an tĩnh hiện tại thành cự quỷ đại loạn lòng người bàng hoàng nơi này càng không có thân ảnh nào chỉ có lão tổ trần gia xuất hiện trên bầu trời bạch hạo lần này ngươi không có cơ hội lão tổ trần ra sát ý ngập trời hắn nói xong liền vỗ mạnh về phía bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương Bàn tay huyễn hóa trường ấn thật lớn như che đậy thiên địa, nó giáng lâm nơi này, bầy trời như lõm xuống, kiến trúc sắp sụp đổ, sắc mặt bạch tiểu thuần trắng bệ chắn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, hắn biết mình khó né tránh, một khi đối kháng sẽ phá hủy truyền tống trận, mình muốn đi tìm truyền tống trận tiếp theo sẽ vô cùng gian nan, nghĩ tới đây, bạch tiểu thuần nâng cự quỷ vương ngăn cản một trường của lão tổ trần ra, hắn vỗ một trường vào mặt đất, hắn dự định mượn cự quỷ vương chống cự và cưỡng ép truyền tống tìm sinh cơ, cự quỷ quỷ vương biệt khuất và bất đắc dĩ hắn biết tình thế nguy hiểm cho dù tu vi bị giải tán cũng phải ngăn cản một trường này nói thì dài dòng nhưng diễn ra quá nhanh cự quỷ vương ngăn cản một trường của lão tổ trần gia hắn kêu lên đau đớn máu tươi phun ra như suối trong máu còn có mảnh vụn nội tạng trong nháy mắt hắn bị trọng thương bạch tiểu thuần cũng phun máu tươi đột nhiên mặt đất xuất hiện hào quang lập lòe trong khi lão tổ trần gia nhíu mày bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng truyền tống trận pháp nổ tung nhưng không có truyền tống lúc này mặt đất rung động mạnh từng khối gỗ trong kiến trúc phế tích rơi xuống những cây gỗ này đủ loại hình dáng thậm chí còn có một ít đồ vật kim loại bay tới phế tích chúng nhanh chóng ngưng tụ với nhau bạch tiểu thuần sững sờ cự quỷ vương đang phun máu tươi cũng sững sốt ngay cả lão tổ trần gia cũng ngạc nhiên hắn cảm thấy không đúng không chờ ba người kịp phản ứng tiếng ken két vang lên từng linh kiện tổ hợp trước mặt bạch tiểu thuần chúng chắp vá lung tung tạo thành một cơ quan thú nửa người trên của cơ quan thú có ba đầu sáu cánh tay nửa người dưới giống như hung thú tứ chi chạm đất toàn thân đầy vết ngấn tang thương dường như năm tồn tại vô số năm hiện tại vừa xuất hiện liền ngẩng đầu gào thét vang vọng bốn phương trong tiếng gầm mang theo ba động của thiên nhân khí thế bùng nổ bao phủ thành cự quỷ tất cả mọi người đều biến sắc lão tổ trần ra mở to mắt hắn trợn mắt há hốc mồm cơ quan thú thiên nhân làm sao có thể đừng nói lão tổ trần gia hoàng sợ cho dù là cự quỷ vương cũng ngạc nhiên trước kia bạch tiểu thần bố trí nhiều truyền tống trận đã làm cự quỷ vương kinh hãi hắn không ngờ tại nơi này tồn tại cơ quan thú thiên nhân mặc dù hắn cũng nhìn ra cơ quan thú này tàn phá sợ không kiên trì bao lâu đã sụp đổ dù sao đây cũng là cơ quan thú thiên nhân phải biết man hoang sớm thất truyền bí thuật thế này hôm nay lại xuất hiện tại thành cự quỷ còn do bạch tiểu thần mở ra hắn thật sự không biết bạch hạo có thật thần thông bản lĩnh gì, từ khi đi vào thành cự quỷ chưa tới nửa năm lại làm nhiều việc. Dưới mí mắt của hắn như thế, cự quỷ vương không tin nổi, dù sao thành cự quỷ là của hắn, hắn không biết bạch tiểu thần bố trí thế nào, lại liên tưởng đến việc đối phương bắt giữ mình, lại hạ cấm chế, cho dù cự quỷ vương không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói mọi người đều đánh giá sai về bạch hạo này. Dù vậy, ánh mắt của hắn sáng lên, suy đoán những trận pháp kia không phải do Bạch Hạo bố trí, hắn đang lợi dụng, cũng mặc kệ như thế nào, đồ vật có thể lợi dụng cứ lợi dụng, bởi vì hắn là tuyệt thế thiên kiêu giả heo ăn thịt hổ, nội tâm cự quỷ vương chấn động, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo ánh sáng kỳ dị, sâu trong nội tâm còn mang theo phức tạp khó nói thành lời, Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút, hắn nhìn cơ quan thú khí thế kinh người, bỗng nhiên nghĩ đến từ thế hữu đích thật có nói qua, tổ tiên của hắn có lưu lại cơ quan thú tại truyền tống trận nhằm phòng ngừa vạn nhất hiện tại nội tâm kích động không nói thành lời giết người này bạch tiểu thuần đứng trước truyền tống trận lúc hắn vừa lên tiếng ánh mắt cơ quan thú đỏ rực tiếng kêu ken két vang lên nó trực tiếp tấn công lão tổ trần ra tiếng nổ mạnh khủng khiếp vang lên bạch tiểu thuần hít sâu một hơi hắn ấn xuống mặt đất trong nháy mắt hào quang truyền tống sinh ra hắn nắm lấy cự quỷ vương mang đi lão tổ thiên nhân trần ra gào thét hắn muốn đuổi theo nhưng bị cơ quan thú ngăn cản căn bản không thể xuất thủ ngăn cản cơ quan thú tồn tại quá lâu gần tới biên giới tàn phá lúc bắt đầu còn đấu ngang tay, về sau lâm vào hạ phong, qua một lúc ánh mắt cơ quan thú bộc phát màu đỏ rực, sắc mặt lão tổ trần ra biến hóa, hắn nhớ tới sách cổ ghi về cơ quan thú, cơ quan thú thiên nhân có lực tự bạo cực kỳ khủng bố. Không tốt, lão tổ trần ra hãi nhiên, hắn lập tức lui ra phái sau, trong người cơ quan thú có ánh lửa xuất hiện, ngay sau đó ánh lửa bộc phát dữ dội, hư vô vặn vẹo, mặt đất rung động, sóng nhiệt và cuồng phong quét ngang thành cự quỷ, vô số người biến sắc la thất thanh, bạch tiểu thuần cũng xuất hiện tại khu vực khác, hắn cũng nhìn thấy sóng nhiệt đầy trời cơ quan thú tự bạo, cự quỷ vương đẫm máu, thần sắc quề oải nhưng ánh mắt sáng rực nhìn vị trí sóng nhiệt bộc phát, vào lúc này có tiếng gào thét điên cuồng vang lên, sóng nhiệt tản đi, đó là lão tổ trần ra, tóc tai hắn bù xù, thân thể run rẩy, quần áo tàn phá, mặc dù hắn không tử vong nhưng lại bị trọng thương, nội tâm hận bạch tiểu thuần ngập trời, hắn lựa chọn giống lão tổ bạch ra, sau khi gào thét liền hóa thành hào quang bay về thành trần ra, hắn nhất định phải chữa thương thật nhanh, tránh người khác thừa cơ mà vào, không ít ít người trong thành cự quỷ nhìn thấy, bọn họ hít khí lạnh, bọn họ sợ hãi bạch hạo hơn trước. trời ạ, à, lão tổ bạch gia truy sát bạch hạo bị trọng thương, lão tổ trần gia truy sát bạch hạo cũng bị trọng thương. bạch hạo có thủ đoạn quá kinh người, sát thủ thiên nhân đấy. Bạch Hạo này quả thật là mãnh nhân, trong thành trì ba đại gia tộc cũng tốt, sáu đại thiên hầu cũng được, tâm thần bọn họ sợ hãi không nhỏ, sáu đại thiên hầu không có thủ đoạn thiên nhân, không cách nào tùy thời truy kích Bạch Tiểu Thuần, hiện tại trong lòng có chút may mắn, bọn họ thật sự bị thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp hoàn toàn, cùng lúc đó tiếng nói đắc ý và phách lối của Bạch Tiểu Thuần truyền khắp tòa thành. Thấy chưa kẻ nào dám chọc ta, ta vừa ra tay, chính mình cũng sợ hãi thần thông như vậy ta còn có thể thi triển 99 lần, trong thành cự quỷ, phàm là người nghe câu này liền do dự, lúc lão tổ bạch ra trọng thương, bạch tiểu thuần cũng nói câu tương tự, mặc dù người ta nửa tin nửa ngờ nhưng sâu trong lòng có cảnh giác, cũng có phòng bị, sau khi lão tổ trần ra cũng gặp chuyện như thế liền làm người khác không dám nghĩ nhiều. Nhất là lão tổ Thái gia đang truy kích cũng dừng bước, hắn đang do dự, cũng bị lời nói của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp, sau khi vừa nghĩ tới thiên nhân của Bạch gia và Trần gia đều trọng thương trong tay Bạch Tiểu Thuần, hắn liền kiêng kỵ, ánh mắt hắn nhanh chóng sinh ra hàn quang. Đúng là có nguy hiểm nhưng đây là cơ hội để Thái gia vùng lên. Trước mắt Bạch gia và Trần gia cũng không ra tay, chỉ cần ta có thể đánh giết cự quỷ vương, như vậy những kẻ khác phải phục đến lúc đó trấn áp tám phương nhất thống thành cự quỷ sau đó báo cáo hoàng thành ta chính là tân cự quỷ vương lúc đó dựa vào thân phận và tài nguyên thiên vương tấn thăng bán thần cũng không phải không thể lão tổ thái gia nghĩ tới điểm này liền nghe răng cười lớn hắn bắt đầu toàn lực truy tìm bạch tiểu thuần trong thành cự quỷ lại có hào quang bạch tiểu thuần truyền tống xuất hiện thủ đoạn và tốc độ của lão tổ thái gia còn sắc bén hơn lão tổ trần ra một ít lúc bạch tiểu thuần truyền tống không đến 10 lần hắn đã đuổi theo không đợi bạch Bạch Tiểu thuần mở truyền tống trận lần nữa, hắn đã đánh một chỉ hủy diệt truyền tống trận, âm thanh sụp đổ vang lên, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, lúc này phía sau lão tổ thái gia còn có không ít người thái gia chạy tới, trong đó tộc trưởng thái gia và từng tộc lão hóa thành hào quang đuổi theo Bạch Tiểu Thuần song song lần này không có hy vọng bạch tiểu thuần sắp khóc nội tâm run rẩy hắn nhớ truyền tống trận ở gần nhất cũng cách đó ngàn trượng vừa vặn phía sau có người truy kích hắn căn bản không có cơ hội mở ra nhất là lão tổ thái gia là thiên nhân nếu không phải kiêng kỵ thủ đoạn làm lão tổ bạch gia và trần gia trọng thương hắn không dám tới gần quá mức chỉ sợ hắn đã na di tới gần tiêu diệt mình rồi không có biện pháp cự quỷ vương a cự quỷ vương việc này cũng không nên trách ta mục tiêu của thái gia chính là ngươi ta không tin tộc trưởng thái gia có suy nghĩ trao đổi nếu lúc này ta ném cự quỷ vương ra ta vẫn có nắm chắc bỏ chạy bạch tiểu thuần không cam tâm cái mạng nhỏ của hắn là trọng yếu nhất lúc này hắn thở dài đang muốn hành động đột nhiên hắn nghe tiếng tiểu ô quy truyền âm bạch tiểu tử đừng gấp cự quỷ vương này không thích hợp Gia hỏa này không phải thứ tốt, Quy Gia Ta trước đó cảm thấy hắn đang che giấu gì đó, sau khi cẩn thận quan sát, hừ hừ, rốt cục bị Quy Gia Ta nhìn thấu. Bạch Tiểu Tử, cự quỷ vương nói dối, tu vi của hắn khôi phục không cần một tháng, hắn lừa gạt tất cả mọi người, căn cứ hỏa nhãn kim tinh của Quy Gia Ta, có thể kết luận hắn nhiều nhất cần 5 ngày liền có thể khôi phục tu vi, thậm chí có thể 3 ngày là đủ, hừ, gia hỏa này giấu. Diếm rất sâu, giả y như thật nếu như ngươi ném hắn, hắn nhất định có biện pháp kéo dài thời gian năm ba ngày với lão đầu thiên nhân, đến lúc đó, nội tâm bạch tiểu thuần chấn động, vụng trộm nhìn cự quỷ vương một chút, nhìn thấy sắc mặt cự quỷ vương trắng bạch, bộ dạng như đang ngẩn người, lập tức trần chờ tiểu ô quy nói chuyện rất chắc chắn, bạch tiểu thuần càng nghĩ càng có đạo lý, như vậy mới phù hợp với tính cách đa mưu túc trí của cự quỷ vương, nội tâm hắn cười lạnh. Chỉ còn năm ba ngày nếu như ta bỏ hắn bạch tiểu thuần xoắn suýt suy nghĩ một tháng quá lâu nếu chỉ năm ba ngày chính mình liều mạng nói không chừng có thể kiên trì được một khi cược thắng sẽ có lời lớn như vậy cần phải hòa hoãn quan hệ đôi mắt bạch tiểu thuần xoay động nội tâm ho khan nhưng làm ra sắc mặt dữ tợn trên người hắn bộc phát khí thế thiết huyết cự quỷ vương bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng cự quỷ vương trầm mặc miệng hắn chảy máu tươi hắn ngẩng đầu nhìn bạch tiểu thuần và cảm khái đây là muốn hủy lời hứa giao ta cho ba đại gia tộc sao?" Cự Quỷ Vương thầm than, hắn vừa có suy nghĩ này, Bạch Tiểu Thần lại nói tiếp. "Cự Quỷ Vương, ngươi là vương gia cao quý, càng là bán thần, mà Bạch Hạo ta chỉ là tiểu tốt vô danh tu vi kết đan." giữa ngươi và ta tranh lệch như thiên địa ta và ngươi không thể so sánh với nhau trừ chuyện lần này chỉ sợ nhân sinh của chúng ta khắp gặp nhau bạch tiểu thuần nói chuyện mang theo đắng chát càng có thâm trầm hắn nói như vậy đã làm cự quỷ vương sững sờ thậm chí người thái gia đang truy kích cũng dừng bước lúc trước ngươi xem ta như quân cờ kéo ta vào trò chơi của ngươi việc này nói có chút không ân nghĩa nhưng ta biết đây là nhân mà ta mang ngươi ra khỏi ma lao hoặc bởi vì oán khí hoặc bởi vì tham lam việc này ta không rõ nên nói như thế nào nhưng ta biết đây là quả nhân quả nhân quả nói không rõ không nói rõ chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ Hôm nay Bạch Hạo ta không làm chuyện gì khác, ta nhớ kỹ ước định của ngươi, nhớ kỹ lời hứa với ngươi, Bạch Tiểu Thuần nói chuyện còn mang theo hồi ức, đồng thời thân thể cự quỷ vương dung mạnh, Bạch Tiểu Thuần lời nói, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn cho rằng đối phương sẽ giao mình ra, hắn không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại nói ra mấy lời chân thành như thế, hắn là hạng người đa mưu túc trí cũng động dung, Bạch Hạo nói chính xác, hai người vốn không có gì phải gặp nhau cũng thừa nhận hành động của mình lúc trước đã kéo đối phương vào vòng xoáy này ta nói qua sẽ bảo hộ ngươi một tháng ta nói qua tuyệt đối không từ bỏ ngươi hiện tại ta vẫn nói như vậy tử vong tính là cái gì cự quỷ vương ta gọi ngươi một câu thân lão ca lão ca nếu như không vượt qua kiếp nạn lần này trên đường hoàng tiền lão đệ vẫn bảo hộ ngươi một tháng bạch tiểu thuần hất tay áo cười to trong nụ cười kia mang theo kiên quyết mang theo điên cuồng càng có chấp nhất sắc mặt của hắn nói rõ tất cả lọt vào mắt cự quỷ vương tâm thần cự quỷ vương sinh ra sóng lớn hắn đã cực kỳ lâu không cảm động qua lúc này lý trí nói với hắn có phần không thích hợp không phù hợp với phán đoán của hắn về bạch tiểu thuần hắn hiện tại lao tâm quá độ đã thiếu tình cảm nhiều năm lại trải qua phản bội liên tục, sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã mệt mỏi không chịu nổi, lại là không tự tiếp nhận chân thành của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo, nội tâm cự quỷ vương rung động, lần đầu tiên sinh ra tình cảm, trên thực tế cũng do đủ nguyên nhân mới có thể xuất hiện kết quả như vậy, đổi lúc khác mặc cho người bên cạnh làm chuyện gì, tính cách kiêu hùng của cự quỷ vương sẽ không sinh ra mấy phần tình cảm điểm này từ việc vô thường công không làm phản nhưng vẫn bị cự quỷ vương giấu giếm từ bỏ cũng có thể nhìn ra mánh khóe như vậy các ngươi cùng chết đi thời điểm cự quỷ vương động dung thiên nhân thái gia giơ tay điểm một chỉ giữa không trung chỗ bạch tiểu thuần sinh ra tiếng oanh minh lần này bạch tiểu thuần không cầm cự quỷ vương ngăn cản hắn chống vĩnh dạ tán ngăn cản sau tiếng oanh minh hắn phun máu tươi cũng mượn lực lui ra sau Bạch Hạo, cảnh này làm Cự Quỷ Vương Động Dung cũng rung động lần nữa, đây là lần đầu Bạch Tiểu Thuần không cầm hắn đi ngăn cản. "Lão ca, trước đó ta cầm ngươi ngăn cản không phải bởi vì ta sợ chết, mà là ta muốn giữ khí lực mang ngươi bỏ chạy." Bạch Tiểu Thuần đắng chát lên tiếng, nội tâm nói thầm, mình diễn kịch quá chân thật. "Lão ca ngươi đừng tuyệt vọng, ta còn thủ đoạn sau cùng." Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang sắc bén, quả nhiên hắn quay đầu nhìn thấy đám người thái gia cách mình trăm trượng cự quỷ vương này cáo già, vì thủ tín với hắn cần phải hạ chút vốn liếng, bạch tiểu thuần cắn răng nói ra, hắn có cái nhìn không nặng với vật ngoài thân, lúc này cầm một thanh phi kiếm trong túi chữ vật ra ngoài, trên phi kiếm có một đạo kim vân lóng lánh, là pháp bảo luyện linh 11 lần, hắn ném về phía đám người thái gia, chưa kết thúc, bạch tiểu thuần ném ra không ít pháp bảo, trong này đại đa số đều lấy được từ man hoang, trong đó nhiều nhất luyện linh 11 lần, ít thì luyện linh 5 lần, 6 lần, hắn ném ra ngoài hơn chục kiện bạo 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 bạch tiểu thuần làm hắc tiên đã thẩm vấn không biết bao nhiêu người cho nên đồ của bọn họ cũng có phần của hắn hiện tại có ném đi cũng không đau lòng hắn ném chúng đi không thương tiếc sau đó vụ nổ diễn ra liên tục luyện linh chi bảo sụp đổ bạch tiểu thuần có kinh nghiệm hắn biết chúng có ẩn chứa thiên địa chi lực mỗi lần kích phát sẽ có uy lực không tầm thường hắn cũng tự mình trải qua vài lần nhưng một lần tự bạo nhiều pháp bảo như thế tạo thành uy lực làm bạch tiểu thuần khiếp sợ chẳng những hắn cả kinh những tộc nhân thái gia đã đều rung động, cho dù là bọn họ cũng không dám xa xỉ như thế, phải biết những pháp bảo luyện linh 6, 7 lần đều là chân bảo chóc tay hồn tu, về phần đồ vật luyện linh 9, 10 lần, chu nhất tinh năm đó thân là tộc nhân luyện hồn gia tộc, tu vi kết đan đại viên mãn cũng chỉ cầm được như thế mà thôi, càng không cần nói những pháp bảo luyện linh 11, 12 lần, kể từ đó bọn chúng tự bảo có uy lực đáng sợ cỡ nào, trong nháy mắt tiếng nổ bao phủ thiên địa, dung chuyển tứ phương, cho dù tu sĩ nguyên anh đối mặt với vụ nổ cũng phải lui ra sau toàn lực ngăn cản dường như phong bạo tàn phá thiên địa quét ngang tám phương tộc nhân thái gia truy kích đều dừng bước không ít người phun máu tươi cự quỷ vương cũng nghiêm túc vừa rồi bạch tiểu thuần nói vẫn còn quanh quẩn bên tai vào lúc này hắn biết bạch hạo đã liều mạng bạch tiểu thuần thở hổn hển mượn nhờ uy lực vụ nổ tiến tới vị trí truyền tống trận cách đó ngàn trượng tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng dường như mỗi bước đều vượt mấy trăm mét hắn tới gần truyền tống trận lúc này có tiếng hừ lạnh vang lên pháp bảo luyện linh tự bạo chỉ có có thể ngăn cản người thái gia chứ không thể ngăn cản lão tổ thái gia nguyên bản lão tổ thái gia còn có chút kiêng kỵ thủ đoạn của bạch tiểu thuần trọng thương lão tổ bạch gia cùng trần gia nên không dám tới gần nhưng bây giờ không cần lo lắng quá nhiều dù thế hắn cảnh giác không giảm bớt mặc dù hắn chuẩn bị na di giờ phút này thân thể như tia chớp trong nháy mắt vượt qua phạm vi vụ tự bạo lúc xuất hiện đã cách bạch tiểu thuần mười trượng hắn nâng tay phải lên tu vi thiên nhân bộc phát lưu lại cho ta, lão tổ thái gia vừa giơ tay lên, phiến thiên địa này ngưng động, khí thế làm tâm thần bạch tiểu thuần rung động, lực lượng vô hình dáng lâm đè ép thân thể bạch tiểu thuần, thiên địa chi lực trước mặt hắn ngưng tự lại tạo thành một con cửu đầu điểu, cửu đầu điểu vô cùng hung tàn, trên người nó bộc phát uy áp giống như thiên địa nghiền ép vạn vật, đây chính là thiên nhân, cửu đầu điểu chính là lão tổ trần gia vừa vào tu vi thiên nhân, dựa vào thuật pháp ngưng tụ ra thân thể, nếu đổi thành tu sĩ khác, vào lúc này nhất định sẽ biến sắc thân thể ngưng trệ, thậm chí tu vi còn bị áp chế, bạch tiểu thuần có bốn đại phân thân, ti sáng tạo thuộc về bản tôn nhưng cho dù tu vi hay linh thức đều mạnh hơn tu sĩ bình thường quá nhiều, còn có nhục thể của hắn, hắn có bất tử cân viên mãn, trọng yếu nhất, đây là lần đầu tiên hắn bước vào thiên nhân, thậm chí trong lòng của hắn không sợ thiên nhân quá nhiều, nếu là người khác bị thiên nhân áp bách không thể ngẩng đầu lên, hắn lại như thường, khi cửu đầu điều tiến tới gần liền giết dài, bạch tiểu thuần lui ra sau, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không lo diễn kịch, hắn không do dự hất tay áo lên, mấy món giáp ra trên thân thể hắn rời người bay về phía cửu đầu điểu, bị lực lượng thiên địa nghiền ép, pháp thuật che giấu của bạch tiểu thuần bị bóc trần, bốn đạo kim văn xuất hiện. Bạo, bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng, mấy món giáp ra kia sụp đổ, vụ nổ còn mạnh hơn mấy chục món pháp bảo vừa rồi, lúc này tổng nhân thái gia ngưng trọng, nhất là bốn đạo kim văn kia lập lòe càng làm tâm thần bọn họ ngưng trọng, mọi. Việc vẫn chưa chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần cầm một bộ trường sam đang mặc trên người, ngay cả vòng tay cũng không tầm thường, tất cả đều có bốn đạo kim văn lập lè, tất cả sụp đổ nổ tung hình thành trùng kích, nhìn thấy cửu đầu điểu hung tàn cũng ảm đạm một ít, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn đá chân trái bay ra, bốn đạo kim văn bay ra ngoài, hình ảnh xa xỉ cuồng bạo làm tộc nhân thái gia kinh hô. Bạch Hạo này, hán. Hắn luyện linh giày của hắn tới 14 lần, cự quỷ vương tận mắt nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ngây ngốc, bạch tiểu thuần hào tình vạn trượng, tâm thần rung động mạnh, lão tổ thái gia trợn mắt, hắn không dám tin tưởng, sát cơ trong mắt hắn mạnh hơn trước, hắn vẫn tiếp tục truy kích bạch tiểu thuần, vào lúc này bạch tiểu thuần mượn lực tự bạo lui ra sau nhanh hơn, hắn cách truyền tống trận không tới trăm trượng, mắt thấy lão tổ trần ra đuổi theo, bạch tiểu thuần lại ngửa mặt lên trời cười to. Chờ ngươi nãy giờ, lão đầu nhi thái gia, rốt cuộc ngươi cũng tới gần, bạch tiểu thần cười to, hắn đá chân phải tới phía trước, giày chân phải của hắn bay ra ngoài, nó cũng được luyện linh 14 lần, người nào nhìn thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm.